Cái DNA nó mang tính thuyết phục như vậy. Sau khi đọc, chúng tôi nghiên cứu được thì chúng tôi có bổn phận phải trình bày cái này để xin quý vị tất cả chúng ta, cơ quan truyền thông, để cho tất cả các thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước đọc, để hãnh diện tự hào là một đại chúng. Việt Nam là một nước văn hiến, mà ở đây có Mai Đông Thành là Nguyễn Trãi. Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi có nói câu mà các cụ danh nho ngày xưa Ngô Tất Tố dịch, tôi cũng không dám, nhưng mà tôi cũng dám mạo muội cẩn dịch lại, bởi vì nó không lột được ý, giống như bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Sông núi trời Nam, vua nào ở nó ngang phè, chúng bay xin phải đánh tơi bời đâu còn thơ. Cụ Tý Nhân Kiệt chắc cũng buồn, tôi phải dịch lại. Thì nhớ rằng danh nhân Nguyễn văn hóa Nguyễn Trãi có nói một câu thế này: duy ngã Đại Việt tri quốc, thực vi văn hiến chi bác. Thì các cụ dịch ngày xưa văn chương: như nước Đại Việt ta từ trước vốn có nền văn hiến ngàn năm. Thì nó âm điệu quá hay, nhưng mà duy ngã mình phải hiểu cái tự hào dân tộc. Nguyễn Trãi đi theo tìm nuôi cha Nguyễn Huy Khanh, trong thời gian đó đã tìm được cái dấu vết người Việt khổ ở địa bàn Bách Việt. Nguyễn Du, Nguyễn Trãi là những người luôn luôn vọng tưởng về Bách Việt xa xưa. Duy ngã Đại Việt tri quốc, chỉ có nước Đại Việt ta từ trước mới có nền văn hiến ngàn năm. Thằng Tàu không có. Xin trân trọng kính chào và cảm tạ toàn thể. Được, toàn thể quý vị, tôi rất nói rất là ngắn. Tôi chỉ hai điểm xác nhận là cái truyền thuyết Việt Nam có những điểm xác thực. Thứ nhất là truyền thuyết về thần nông hay là đế nghi, đế minh và sanh có một đứa con là đế nghi, thì đó là có thật. Bởi vì tôi đã đọc đó, là cái truyền thuyết có điểm có thật, nhưng mà lịch sử có thể là người ta viết khan định. Tại sao vậy? Thứ nhất, người Hán không nói là thần nông mà nói là nông thần, không nói là đế nghi hay là đế minh mà nói là minh đế. Cho nên thần nông ở trong cái Tam Hoàng đó, mới đầu là ở trong Tam Hoàng, về sau những người Hán họ thấy khó chịu quá, vì ông ấy không phải là thuộc về Hán, dòng Hán ở phía Bắc và phía Nam, cho nên nó đổi xuống thành Ngũ Đế. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái truyền thuyết mà khi đế minh sang thăm ở cái hồ động Đội Đình đó, thì lấy một người là tiên và đẻ ra Kinh Dương Vương, thì cái bà đó là tiên, cho nên cho đó là cháu tiên, bởi vì thời đó là cái thời mẫu hệ. Và khi mà Kinh Dương Vương lấy Long Nữ là dòng dõi rồng, thì sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân cũng lấy họ của mẹ, đó là con rồng. Thì chúng ta thấy rằng con rồng cháu tiên là có thật, bởi vì đây là theo cái dòng, không phải là lịch sử nữa mà cái phong tục tập quán. Vâng, thì chúng ta thấy rằng cái lịch sử Việt Nam mà ngày hôm nay nhà biên sở, biên khảo cũng như là sử gia viết về lịch sử Việt Nam thời lập quốc thì có những điểm có thật đó, và chúng tôi rất là trân trọng, và bởi vì đó là những ý kiến mà rất phù hợp với lại câu lạc bộ Sự Việt. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, kính thưa quý quan khách và toàn thể quý vị hiện diện nơi đây, tôi rất là hân hạnh hôm nay được nói lên cái tác phẩm vô giá của nhà lịch sử Phạm Trần Ân. Trong thời gian 7 năm tôi trải thị nạn Thái Lan, ngoài những việc tranh đấu ra là tôi chuyên môn đọc sách. Và sau khi về Việt Nam vì đam mê lịch sử, tôi đã học đại học và đã tốt nghiệp cử nhân khoa học Đông Nam Á học. Và ngày hôm nay tôi rất là hân hạnh được trình bày cái tác phẩm này. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất hân hạnh được đến đây để nói lên cảm tưởng của tôi cũng như những người trẻ tuổi như tôi về công trình nghiên cứu lịch sử hết sức công phu của nhà biên khảo lịch sử Phạm Trần Ân. Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ lòng ngưỡng mộ khâm phục người tổ bất khuất, nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân tộc Phạm Trần Ân.
Thưa quý vị, ai cho chúng ta mà không biết chúng ta là con rồng cháu tiên? Thế nhưng đọc bất cứ cuốn sách lịch sử nào cũng làm chúng ta hụt hẫng, vì chưa có quyển sử nào nói rõ nguồn gốc tích Việt. Thời sử gia Trần Trọng khi viết quyển Việt Nam sử được, lúc đó còn thiếu nhiều tài liệu cũng như những công trình nghiên cứu khoa học. Đến thời Cộng sản thống trị đất nước thì các nhà sử học Marxist vui duy vật sử quan, viết sử theo nghị quyết của Đảng Cộng sản nên không dám nói đến lãnh thổ xích quy. Văn lang xưa của người tộc Việt mà còn sao y bản chấn Bộ Đại Việt sử lược của sử quan Triều Thanh đã sửa đổi lịch sử, kéo lùi niên đại thành lập nước Văn Lang chỉ mới hơn 2.000 năm. Sau văn kiện bán nước, công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc, các nhà sử học Marxist văn bản viết sử theo nghị quyết của Đảng Cộng sản lại nhân dân khoa học lịch sử hiện đại để viết rằng lãnh thổ Văn Lang của vua Hùng chỉ bao gồm phần đất hiện nay và một phần phía nam của tỉnh Quảng Tây, để hợp thức hóa đất đai Tàu Hán xâm chiếm của dân tộc ta cho đế quốc Trung Cộng. Sử gia Đào Duy Anh trước khi chết đã cay đắng thốt lên: người ta biết tôi nhờ lịch sử và kết tội tôi cũng vì lịch sử. Tội ác này trời không dung, đất không tha, thần người đều căm hận của tập đoàn Việt gian Cộng sản hại dân bán nước. Bọn tội đồ của dân tộc sẽ chịu sự phán xét cuối cùng của nhân dân trong nay mai. Với lý luận sắc bén dựa trên sự thật lịch sử, nhà nghiên cứu lịch sử Phạm Chính Năng đã tìm về khởi nguồn dân tộc qua truyền thuyết Rồng Tiên, rồi đối chiếu với nguồn sử liệu trong sách sử cổ của Trung Quốc. Dân tộc và ngôn ngữ học cũng như các nền văn hóa khảo cổ được kiểm chứng bởi các di chỉ khảo cổ đã xác định tính hiện thực của thời đại Hùng Vương có thật trong lịch sử, và chính sách chữ Trung Quốc cũng xác nhận địa bàn cư trú của Bắc Việt khắp trên lãnh thổ Trung Quốc hiện nay. Đặc biệt, kết quả đo chỉ số sọ của hàng trăm nhà khảo cổ tiền sử đã xác nhận Việt tộc hoàn toàn khác biệt Hán tộc và người Trung Quốc ở miền Nam Trung Quốc, cũng chỉ sọ với người Việt, nghĩa là cùng một chủng tộc Bắc Việt. Đặc biệt, công trình nghiên cứu về đại dương học và kết quả mới nhất, thuyết phục nhất về phân tích cấu trúc mã di truyền đã chứng minh một sự thật lịch sử làm đảo lộn mọi nhận thức sai lầm từ trước đến nay, cho rằng dân tộc ta từ miền Nam Trung Quốc đi xuống Bắc Việt Nam. Kết quả mới nhất chúng ta biết rằng Việt tộc phát tích từ Hòa Bình Bắc Việt khi mực nước biển dâng lên cao. Những người Hòa Bình Proto-Việt đã di cư lên vùng cao Vân Nam, cao nguyên Tây Tạng. Khi mực nước biển rút dần, tiền nhân chúng ta, những người tiền Việt Hòa Bình Hiên Proto-Việt, lại từ cao nguyên Himalaya tiến xuống lưu vực các sông lớn Hoàng Hà, Dương Tử, Cửu Long để thành lập quốc gia Bắc Việt. Hán tộc du mục từ Tây Bắc tràn xuống, hết Triều Thương, Chu Tần Hán đã đánh chiếm lãnh thổ Bắc Việt, khiến tiền nhân chúng ta phải trụ lại định cư ở phần đất hiện nay. Kính thưa quý vị, tháng 3 năm 2007, Hàn Lâm Viện Quốc gia Hoa Kỳ đã công bố công trình của các nhà nhân chủng thuộc Đại học Durham và Oxford, Anh Quốc, nghiên cứu mẫu DNA của heo và dạng răng heo trên toàn vùng Đông Nam Á lục địa và hải đảo đã đi tới kết luận. Nghiên cứu mới về DNA của heo đã viết lại lịch sử di dân khắp vùng Thái Bình Dương và người Việt cổ, tức là Bắc Việt, là cư dân đầu tiên định cư trên các hải đảo Đông Nam Á rồi mới tới New Guinea, Hawaii và Polynesia thuộc Pháp. Họ mang theo kỹ thuật làm thuyền độc mộc. Nghiên cứu mới về DNA heo đã viết lại lịch sử di dân khắp vùng Thái Bình Dương và cho thấy hầu hết cư dân trong vùng có nguồn gốc từ Việt Nam. Công trình khoa học mới nhất, thuyết phục nhất đã xác định cư dân vùng Nam Trung Quốc, cư dân Đông Nam Á, quần đảo Polynesia, Hawaii và các thổ dân châu Mỹ đến cùng một đại chủng Hòa Bình Hen Proto-Việt Malay Lo-Việt, tức Bắc Việt. Ngày hôm nay, chúng ta có quyền hãnh diện tự hào là hậu duệ của dòng giống rồng tiên trong đại chủng Việt với nền văn hóa hòa bình tỏa rạng khắp nơi trên thế giới. Thay mặt cho giới trẻ Việt Nam trong nước và hải ngoại,
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu lịch sử đã chứng minh cho chúng tôi biết rõ cội nguồn dân tộc, để tự hào là con dân của một dân tộc có lịch sử lâu đời nhất với nền văn hóa cổ đại nhất của dòng giống rồng tiên với gần 5.000 năm văn hiến. Trước khi trích lời, một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự gia phả Trần Anh và trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Toàn thể quý vị, các bậc trưởng thượng và bậc quan khách hôm nay. Hôm nay con rất là hân hạnh được lên đây để phát biểu một ít về tác phẩm của nhà nghiên cứu Phạm Trần Anh. Thì các bậc đi trước đã nói hết các ý quan trọng rồi, và ở đây cũng mặc dù con là bác sĩ nhưng mà ở đây con biết có rất nhiều bác sĩ nên cũng không dám múa rượu qua mắt thợ, nhưng mà con có may mắn được đi tu nghiệp về cái xét nghiệm DNA này. Thật ra con xin trình bày một số cái mấu chốt có liên quan đến các cái chứng cứ được đưa ra trong tác phẩm của nhà nghiên cứu Phạm Trần Anh. Đó là có rất nhiều cái công trình nghiên cứu đã được dẫn ra ở trong tác phẩm này để cho thấy là cái người thổ dân châu Mỹ, thổ dân ở đa đảo, các dân tộc Đông Á, rất là nhiều các dân tộc đó đều xuất phát từ Việt Nam. Thì như vậy làm sao các nhà khoa học bằng cái DNA thôi mà có thể biết được điều đó? Thì như quý vị đã biết là cái DNA thì nó là cái chất liệu di truyền được truyền từ cha mẹ qua con cháu qua các thế hệ sau một cách rất là khá là hoàn hảo. Thường thì nó bảo tồn cái cấu trúc của nó và lâu lâu thì nó mới có một cái đột biến xảy ra, và khi cái đột biến nó xảy ra thì nó sẽ được sao chép lại qua các thế hệ sau, và người ta có thể dùng cái đột biến đó để truy cái nguồn gốc của một chủng tộc dựa trên cái sự lan truyền của cái đột biến đó trong các cái cộng đồng dân cư. Thì ở đây cái công trình của một giáo sư người Mỹ ở Đại học Georgia và Atlanta, thì ông đã phát hiện được một cái đột biến mất 4 cái cặp ba và chín cặp ba ở cái thể di truyền ở cái đoạn thể di truyền nằm giữa hai cái gene. Quý vị thấy ở trong sách ghi là CEO 2 và cái tRNA LIS, thì đó là cái viết tắt của cái gene mã hóa cho cái enzyme cytochrome oxidase số 2, và cái tRNA đó là cái